Làm gì vậy? Không, em định nhảy cho anh coi thôi, để anh đỡ thèm. À, nếu em không phải là em ruột của anh đã đánh chết em rồi. Đừng lắc đầu em đây. Rồi em thử tiếp tục đi. Anh cảm thấy cái đó nào? Đúng là nhảy đẹp lắm. Mà nói gì thì nói, vô coi có hấp dẫn lắm. Phải nói là trình độ cao, cả đám con gái đều nhảy rất là đẹp. Nè, bây giờ anh đã coi rồi, biết là biểu diễn nghệ thuật rồi, em có thể học được chứ gì. Em học thì học, đừng nên nói cho hai đứa con nó biết đó. Đi đi. Ê, đi rồi, vô đi. Suy cho cùng anh muốn tốn tiền tôi thôi. Anh xin lỗi. Anh đứng đó, ở yên đó chờ tôi. Đi đâu vậy? Cô bị người ta tốn tiền, anh phải đi coi. Chúng ta là du khách, không phải cảnh sát. Du khách cũng là người dân mà. Người dân thì phải có trách nhiệm tố cáo với cảnh sát. Đẹp không phải chứ, anh cũng muốn theo lên trển. Chịu tới rồi sao? Cô Đa, trả hình lại cho tôi đi. Đưa 500 cho tôi trả lại cho cô. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Không có. Vậy thì lấy hình bóng của cô tung lên mạng để cô làm siêu sao? Lê chị, tên khốn này. Từ lúc tôi đang tắm chụp lén tôi thì ra từ đầu anh đã mua tốn tiền tôi rồi. Chụp sẵn đương nhiên hữu dụng rồi. Ở đường áo môn này, ngoại trừ bộ đạc này bỏ người ta, không ai dám bỏ tôi. Đưa tôi 500 đi, coi như phí chị ta. Được thôi, 500 chứ gì, tôi cho anh. Đứng lại. Bỏ đây, bỏ đây. Buông ra. Đưa cho tôi xuống làm điện thoại đi. Dạ. Anh lấy làm gì chứ? Trả điện thoại đây. Chạy đi. Đứng lại. Đứng lại. Chắc là không đuổi theo. Mày tưởng không nghe điện thoại là được sao? Trả lại cho tao. Sao lại như vậy? Em nghĩ họ đã cài chức năng tự động. Đừng lôi thôi nữa, lập tức trả điện thoại cho tao. Nếu không, tao chặt mày thành chín khúc. Anh nói như vậy tức là sao? Đe dọa hả? Tôi là luật sư đó, tôi báo cảnh sát bây giờ. Nè, anh đi rồi sao? Nói nhiều vậy, để hắn biết anh lại có phải chết không? Còn giữ điện thoại làm gì? Bỏ đi. Bỏ đi? Lỡ bị người khác lượm được, nhìn thấy tấm ảnh thì tính sao đây? Anh làm hư thẻ nhớ rồi bỏ, còn không thì giao cảnh sát. Nhưng cách làm này có phải là cách tốt nhất đối với cô gái đó không? Chắc chắn đây là cách tốt nhất để nhìn thấy cô gái đó mà. Làm gì vậy bé lớn? Em nói cho anh biết, anh bày nhiều trò như vậy chỉ là chuốc quả vào thân. Em nói lạc đi đâu vậy? Anh chỉ muốn giúp cô gái đó thôi. Cổ rất tội nghiệp bị người ta chụp được hình này. Anh đừng để em coi thường. Anh không phải giúp cổ, anh muốn quen cổ, muốn nhìn thấy hình nóng của cổ, đúng không? Em nói cái gì? Em nói cái gì? Má hả? Hai đứa uống cà phê xong chưa? Sau đó là về khách sạn mới đi ăn cơm mà. À, cô và Peter nói chuyện chưa xong. Nè, bé nhỏ sẽ về ăn cơm với má. Ok, bye bye. Nè, bây giờ em về ăn cơm với má. Đừng nói cho ba má biết chuyện gì, anh không muốn ba má lo lắng. Còn anh thì đem điện thoại di động tới sở cảnh sát, ok? Chào hỏi Peter giùm em nha. Đi đi mà. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người xấu. À, thật ra tôi ở Hồng Kông tới, tôi làm luật sư. Tôi chỉ có ý muốn giúp cô, tôi không định lấy tiền đâu. Anh đừng nói nhảm nữa. Lập tức tới miếu thi hậu, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Hả? Nè. À. Anh có xem hình của tôi không?
Không có, không. Tới Miêu Thiên Hậu ngay đi. Nè, nhìn cái gì mà nhìn? Sao nhìn cô khác vậy? Phải, cô không sao chứ? Mấy cái tên khốn lúc nãy có đi theo cô không? Cô có cần báo cảnh sát không? Tôi đi với cô. Anh cũng nhiều chuyện lắm đó. Không, tôi muốn giúp cô thôi. Nè, anh muốn giúp tôi thì lập tức móc điện thoại ra đi. Nói nãy giờ cô không chịu lấy ra, anh muốn gì? Xin lỗi. Nè, đưa đây. Bồ Đạt, anh theo dõi tôi. Điện thoại đó có GPS đó. Tên ngốc kế bên cô đã bật lên. Đồ ngu. Xin lỗi. Đưa đây. Trả cái đầu của anh luôn. Cô chắc chứ? Chắc mà. Trừ khi anh không muốn buông ra. Xin lỗi. Cảm ơn anh nha. Hả? Cảm ơn anh đã lấy lại được điện thoại cho tôi, còn giúp tôi giải dây. Không ngờ anh tướng mạo lịch sự. Khi đánh nhau anh cũng hung hăng lắm. Thật ra tôi cũng biết đánh nhau. Ok. Nhưng lần đánh nhau duy nhất của tôi là năm 8 tuổi. Không hiểu tại sao tôi đã tung chân đá vào bạn học. Nhưng thật tình chưa bao giờ tôi thử cầm chai bia đánh người ta như vậy. Anh không cần học mà cũng có thể đập chai. Anh cũng có năng khiếu lắm. Anh có thể ra giang hồ đó. Không, tôi thực sự là một luật sư. Lúc nãy tôi đã đánh trả tự vệ cho nên tôi không sao. Anh thì đánh trả tự vệ, còn tôi tự mình chuốc lấy. Không mắc nhìn người, quen với đám người xấu đó. Vậy thì từ nay cô nhìn kỹ một chút mới biết người tốt là được. Giống như anh nè. Phải, tôi chưa biết tên cô là gì. Hay là tôi nói cho cô biết tôi tên là gì nha. Tôi thì tên người tốt chứ gì. Thực ra cô xóa hình như vậy cũng chưa đủ đâu. Cô cần phải xóa hết toàn bộ thể nhớ. Vậy thì mới không xảy ra sơ suất. Cảm ơn. Anh đúng là tốt bụng. Giờ hết rồi. Bye bye. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, v.v. cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.